Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 27. Trên quốc lộ, vài chiếc xe sang chạy thật nhanh hướng đến tỉnh Quảng Liễu. Ở ghế sau của chiếc xe đầu tiên, Trương Bảo Húc cầm ly rượu vang nhìn ngắm phong cảnh đơn điệu bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cầu chủ Mã Hải của tập đoàn Dương Hoa gọi tới. Người ngồi trên ghế lái phụ đưa điện thoại đến. Ồ, Mã Hải sao? Trương Bảo Húc nhích lên khóe miệng nhận điện thoại. A Húc, sao vậy? Ha, không có gì đâu mẹ. Chắc là Tô Nhanh chạy đến tập đoàn Nhiên Hoa tìm tình nhân của cô ta tố cáo rồi. Trương Bảo Húc lắc lắc ly rượu, mỉm cười nói. Còn nhóc đó tố cáo thì đã làm sao chứ? Nhà trưởng chúng ta mà sợ sao? Một cái nhà giàu mới nổi ở xó xỉnh nào chui ra còn muốn chơi với nhà họ Trương chúng ta sao? Muốn chết. Bỏ không biết nội tình của nhà Trương chúng ta rồi đó. La Phường khinh thường nói ra. Chúng ta cứ nghe Mã Hải nói sao đã. Trương Bảo Húc nheo mắt lại, nhận điện thoại. Cậu Trương, có chuyện gì? Trương Bảo Húc cười nói. Chủ tịch Lâm của chúng tôi có lời mời. Mã Hải nói. Ồ, lúc trước tôi đến Dương Hoa gặp chủ tịch Lâm của các người. Nào ngờ không những không gặp được chủ tịch Lâm, ngay cả Mã Tổng cũng không gặp được. Bây giờ tôi đi rồi, các người lại mời tôi quay lại sao? Các người là có quá đêm chuyện hay không phép? Trương Bảo Húc nhấn mạnh cổ trách. Trương Bảo Húc, cậu có ý gì? Mã Hải nhíu mày. Mã Hải, ông đừng giả vờ nữa. Ông người tôi không biết ông gọi cho tôi là mục đích gì sao? Chắc chắn là do con chó Tô Nhanh chạy tới chỗ chủ tịch Lâm tố cáo rồi đúng không? Sao hả? Các người tức giận rồi sao? Chủ tịch Lâm định xử tôi chắc. Cứ việc Trương Bảo Húc tôi không gì phải sợ. Trương Bảo Húc, cậu không hiểu tính tình của chủ tịch Lâm rồi đó. Tôi thấy cậu hãy mau mau quay lại nói rõ sự việc trước mặt chủ tịch Lâm. Cậu và cô Tô Nhanh là người một nhà, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Chủ tịch Lâm sẽ không làm gì cậu. Mã Hải hạ giọng nói. Trương Bảo Húc sững sờ, sau đó cười lớn. Mã Tổng, tôi thấy ông có chút hiểu lầm nhà Trương chúng tôi rồi đó. Chúng tôi không phải là thế gia tầm thường như nhà Tô, chỉ một tập đoàn Dương Hoa. Tôi không để vào trong mắt, nhà Trương càng không để vào trong mắt. Tôi khuyên các người, lúc đe dọa người khác phải điều tra xem thân phận thế gia người ta như thế nào, tránh để gây ra trò cười, mất mặt lắm. Ngoài ra, nhà Trương chúng tôi không có thân thích với họ Tô, đừng trèo cao nữa, các người không xứng. Đúng vậy. Đám quê mùa, ngay cả nhà Trương mà cũng chưa từng nghe qua. Đám Dương Hoa, rác rưởi, ngày mai sẽ cho các người đóng cửa. La Phượng ở bên cạnh cậu mắng chửi. Mà Hải ở đầu với cái điện thoại vô cùng tức giận. Cho nên, Trương Bảo Húc, chúng ta không còn gì để thương lượng nữa. Có chuyện thương lượng, có chuyện thương lượng đó. Chỉ cần ông nói chủ tịch Lâm của các ông đích thân đến gặp tôi, sau đó bưng trà, rót nước xin lỗi tôi, có lẽ tôi sẽ suy xét mà thương lượng với anh ta. Trương Bảo Húc uống ngậm rượu, cười nói. Bưng trà rót nước là không thế nào. Vậy thì rất tiếc, nhưng chủ tịch Lâm sẽ đích thân đi gặp cậu. Mà Hải hạ giọng nói. Ồ, ý gì chứ? Trương Bảo Húc hơi ngạc nhiên. Đúng lúc đó, chiếc xe đang chạy như bay đột nhiên thắng gấp dừng lại. Trương Bảo Húc không hề kịp đề phòng, rượu đông đi đều văng tung tóe ra ngoài. Anh ta vội vàng đưa tay chìm lại, đợi đến khi anh ta hoàn hồn, điện thoại đã ngắt kết nối. Xảy ra chuyện gì? La Phượng la lên. Cậu chủ, bà chủ, phía trước có xe chặn đường chúng ta. Tài xế nói. Cái gì? La Phượng sửng sốt, chắc chắn là đám Mã Hải làm. Ánh mắt Trương Bảo Húc dao động, hài giọng nói. Bây giờ còn chưa ra khỏi tỉnh Giang Nam, đây không phải địa bàn của chúng ta. Nếu thật sự động tay động chân thì rất bất lợi cho chúng ta. Mau, quay đầu xe. Vâng, tài xế vội vàng xoay vô lăng. Nhưng xe vừa mới quay đầu, phía sau lại có vài chiếc xe con nữa lao vọt tới, chặn kín đường phía sau. Đội xe của nhà họ Trương lập tức bị kẹp ở giữa. Trương Bảo Húc sững sờ. A Húc, bây giờ phải làm sao? La Phượng hoảng hốt. Bình thường bà ta vô cùng hung hãn, nhưng khi thực sự gặp rắc rối, bà ta lại cực kỳ sợ hãi. Yên tâm đi mẹ, chúng ta là người nhà họ Trương. Nếu những người này không phải kẻ ngốc thì sẽ không động vào chúng ta, trừ khi tập đoàn Dương Hoa mỗi đối địch với nhà Trương chúng ta. Trương Bảo Húc cười nhạt, mở cửa xe, bước xuống. Tào nhã mà bình tĩnh. Cửa xe phía sau đồng loạt mở ra. Mã Hải, Từ Thiên để xuống xe. Ngoài ra còn có mấy chục tay chân do Từ Thiên dẫn tới. Không tồi, đội hình rất lớn. Trương Bảo Húc liếc nhìn những người này, mỉm cười nhàn nhạt. Mã Hải và Từ Thiên để không nói gì, lại thấy một người trẻ tuổi bước từ trên xe xuống. Lâm Minh. Trương Bảo Húc sửng sốt, tên vô dụng này sao lại xuất hiện ở đây chứ? La Phượng cũng sửng sốt. Trương Bảo Húc bỗng nhiên ý thức điều gì đó, đột nhiên biến sắc, không tin nổi nhìn về phía Lâm Minh. Cậu chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa đúng? Lâm Minh bình tĩnh đáp. Sao lại như vậy chứ? Trương Bảo Húc cảm thấy đầu óc mình điên cuồng chấn động.
Tin tức này đúng là quá bùng nổ, nếu là bình thường anh ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng lúc này Từ Thiên và Mã Hải đều đứng phía sau Lâm Minh, anh ta không tin cũng vô dụng. Tiêu Bảo Húc hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng mừng rỡ trong lòng. Lâm Minh là chủ tịch Lâm, chuyện này với nhà Trương mà nói là tin mừng cực lớn. Nếu vậy thì chẳng phải nhà Trương có thể dễ dàng mở rộng thị trường ở tỉnh Giang Nam sao? Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, không ngờ em rể lại là chủ tịch Lâm, tôi biết trước mà, nói sớm thì giữa chúng ta chẳng có nhiều hiểu lầm như vậy ha. Tiêu Bảo Húc cười lớn, sau đó muốn tiến lên ôm Lâm Minh, nhưng lúc anh ta đứng gần, tốt, một bàn tay quất mạnh vào trên mặt Tiêu Bảo Húc. Tiêu Bảo Húc lập tức bị tát ngã ra đất, tràn đầy sửng sốt. Cậu chủ khốn nạn, mày dám đánh tao? Tiêu Bảo Húc hoàn hồn trở lại, nổi giận quát lớn. Tay chân của nhà Trương cũng lao tới, nhưng lúc này Từ Thiên ở phía sau phất tay. Tất cả đàn em của Từ Thiên ở xung quanh đều rút đồ chơi đen ngòm dắt ở sau lưng ra, chĩa họng súng lạnh lùng vào bọn họ. Tất cả đàn em của nhà Trương lập tức không dám động đậy. Ngay cả Trương Bảo Húc cũng đồng loạt dừng động tác, trợn tròn mắt không dám nhúc nhích. Anh ta không ngờ Từ Thiên lại phát điên như vậy, dám đem nhiều hàng nóng đến như vậy. Là mình, cậu định làm gì? Tôi là anh họ của cậu đó, chúng ta là người một nhà. Trương Bảo Húc vội vàng hét lên. Người một nhà sao? Không phải anh nói nhà Trương không thân thích với nhà tôi sao? Là mình tôi cũng không quen biết thân thích nào họ Trương sao? Nếu các người muốn bắt quàng làm họ thì bớt bớt đi, bởi vì các người không xứng. Lâm Minh lạnh nhạt nói, trả lại những lời Trương Bảo Húc đã nói với anh. Cậu... Trương Bảo Húc thay đổi sắc mặt liên tục. Lúc này Lâm Minh đưa tay ra, người bên cạnh lập tức đưa tới một cái gậy sắt. Trương Bảo Húc trợn tròn mắt, cậu định làm gì? Nhưng Trương Bảo Húc còn chưa kịp nói xong, gậy sắt đã quất mạnh lên mặt anh ta. Âm! Trương Bảo Húc bị đánh ngã ra đất. Lần này Lâm Minh không dừng tay, anh nhặt gậy sắt lên, điên cuồng đánh lên trên người Trương Bảo Húc, nhất là tứ chi. A a! Tiếng kêu là thảm thiết vang vọng trời xanh. A Húc! La Phượng như giống như phát điên, hét lên một tiếng định lao tới, nhưng Lâm Minh chỉ nghiêng đầu liếc nhìn bà ta một cái, La Phượng lập tức sợ đến mức không dám di chuyển nửa bước. Sau đó Lâm Minh tiếp tục vung gậy, bốp 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 bốp, gậy đánh tung té vào người, máu văng ra. Tiếng Trương Bảo Húc kêu la dần dần nhỏ đi. Lúc này Lâm Minh thật sự điên rồi. Nhiều người ở hiện trường đều nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng máu me đó. Người tàn nhẫn như Từ Thiên cũng không nhịn được mà quay đầu sang một bên. Chủ tịch Lâm, Mã Hải ở phía sau do dự một lúc cuối cùng vẫn gọi. Yên tâm, tôi sẽ không giết anh ta, cùng lắm là đánh gãy tứ chi. Lâm Minh hơi thở gấp, quăng gậy sắt trong tay xuống. Lúc này Trương Bảo Húc đã nằm dưới đất như một đống bùn nhầy bầy nhầy, xương cốt tứ chi hoàn toàn gãy nát, cả người chỉ có mắt mở to, yếu ớt thở dốc, bộ dạng sống dở chết dở. Được rồi, Lâm Minh quay đầu nhìn La Phượng. La Phượng lập tức sùi lên trên đất, run rẩy dữ dội. Đừng mà. Yên tâm đi, xưa nay tôi không hề đánh phụ nữ, huống hồ mà còn là bác của tôi, không phải sao? Lâm Minh lạnh nhạt lên tiếng, nói xong thì phất tay, đưa bác tôi về tỉnh Quảng Liễu. Vâng. Nói xong, hai người đàn ông đi tới khiêng La Phượng dậy. Các người muốn làm gì? Dừng tay, mau dừng tay. La Phượng gào lên thảm thiết nhưng vô dụng. Không lâu sau đó, La Phượng bị trói gô trên đầu xe, được đưa về tỉnh Quảng Liễu cùng với Trương Bảo Húc. Đương nhiên, Lâm Minh không lái hết quãng đường, nếu không e rằng La Phượng sẽ nằm lại trên đường mất. Đợi đã được 50 cây số, La Phượng trên đầu xe đã sợ đến mức đái cả ra quần, đầu xe Bentley cực kỳ hôi thối. Đợi người có Từ Thiên rời đi, người có nhà Trương vội vàng khiêng La Phượng và Trương Bảo Húc vào xe, chạy như bay về bệnh viện gần nhất. Chuyến đi này bọn họ cả đời khó quên. Trương Bảo Húc được đưa tới bệnh viện thành phố Thanh Khê, La Phượng cũng nằm viện. Người nhà Trương biết được vội vã chạy tới tìm hiểu tình hình. La Phượng vừa kinh ngạc vừa tức giận, cũng không quan tâm tới tình trạng sức khỏe, vội vã chạy đi định tố cáo với người nhà họ Trương, nhưng lại bị Trương Bảo Húc ngăn lại. Mẹ, đừng nói với gia tộc chuyện Lâm Minh là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Trương Bảo Húc được băng bó hai tay hai chân bằng thạch cao, thương tích đầy mình lên tiếng. Vì sao chứ? La Phượng trợn tròn hai mắt, trong con người gặp tràn sự oán hận. Tên đó xỉ nhục chúng ta như vậy, chúng ta còn phải nhịn sao? Mẹ phải trả thù, mẹ phải chính bọn họ chết không có chỗ xuân thây. La Phượng nghiến sắp nát cả hàm răng, nhưng Trương Bảo Húc lại lắc đầu. Không, mẹ, nếu chúng ta nói chuyện này cho nhà họ Trương thì chúng ta không thể trả thù được nữa, bởi vì so với tập đoàn Dương Hoa, so với chủ tịch Lâm bí ẩn đó, chúng ta quá nhỏ bé. Trương Bảo Húc yếu ớt nói ra. La Phượng run rẩy cả người, đột nhiên ý thức được gì đó. Con trai, ý con là nếu để gia tộc biết chồng của Tô Nhan là chủ tịch Lâm, bà nhất định sẽ nghĩ mọi cách xây dựng mối quan hệ đó với con nhỏ đê tiện. Mời cô ta và nhà Trương chúng ta, nếu cô ta
vào nhà Trương, địa vị sẽ đứng trên chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thực sự xong đời. Bò sẽ không để cho chúng ta đứng vững chân ở nhà Trương. Vì vậy chúng ta không những không thể tố cáo mà còn phải che giấu vết thương của con. Người có gia tộc đến thì cứ đó chúng ta bị tai nạn giao thông, mẹ hiểu chưa? Vậy chúng ta không trả thù nữa sao? La Phược tức giận hậm hực nói ra. Không, thù nhất định sẽ trả, nhưng không phải là chúng ta ra tay. Trương Bảo Hữu tức giận, nghĩa là nghĩa lợi. Hãy gọi điện thoại cho cậu Khai, còn có chuyện muốn nói với cậu ta. Sau khi quay về, Lâm Minh dành Từ Thiên theo dõi Trương Bảo Hữu, đồng thời cũng phải người âm thầm bảo vệ Tô Nhan. Nếu đã gây xung đột, đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy. Chẳng bao lâu, tin tức khiến Lâm Minh ngạc nhiên lại truyền đến. Trương Bảo Hữu xảy ra tai nạn nằm viện. Đây là tin tức đến từ nhà Trương. Lâm Minh lập tức nghe ra chút ý tứ trong đó. Xem ra Trương Bảo Hữu vẫn chưa chịu thôi. À, mắt Lâm Minh nghiêm nghị hơn, sự lạnh lẽo lan tràn trong mắt anh. Tiệc thọ của ông cụ nhà Trương sắp đến, lúc đó phải tới nhà Trương chấm dứt chuyện này thôi. Về nhà, Lâm Minh nói với Tô Nhan rằng Trương Bảo Hữu sẽ không làm phiền cô nữa. Tô Nhan lập tức phở phào, cảm ơn anh. Đã là vợ chồng lâu năm rồi còn cảm ơn cái gì chứ? Lâm Minh lắc đầu. Vợ chồng lâu năm sao? Nhưng rõ ràng người tới lần này Lâm Minh đứng ra vì cô. Trong lòng Tô Nhan lại áy náy. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy dũng khí kiễng chân lên, hôn nhẹ lên mặt Lâm Minh. Lâm Minh hơi sững sờ. Tối nay anh có thể ngủ phòng em? Tô Nhan đỏ bừng mặt nói ra. Thật sao? Nhưng ngủ dưới đất? Tô Nhan đột nhiên nghiêm túc đó, sau đó chạy vào phòng đóng cửa lại, hổn hển thở dốc, mặt nóng như lửa đốt. Lâm Minh sờ sờ mũi, vẫn nằm trên ghế sofa ngủ như cũ. Tô Nhan ở trong phòng thất vọng, tìm ngốc. Sáng ngày hôm sau, Lâm Minh đi đến công ty một chuyến, mở cuộc họp giao phương pháp điều chế thuốc trị viêm mũi cho Mã Hải. Mã Hải run rẩy nhận lấy, đứng cũng không vững. Chiều ngày hôm đó, tin tức mang tính bùng nổ trên toàn thế giới lại nổ ra từ Giang Thành. Phương thuốc trị viêm mũi mới của tập đoàn Dương Hoa có tiến triển mang tính đột phá, có triển vọng sắp tới sẽ đưa ra phương thuốc trị viêm mũi tận gốc. Tin tức này vừa tung ra, những người bị viêm mũi trên thế giới đều xôn xao. Tập đoàn Dương Hoa tiếp tục trở thành đối tượng mà giới truyền thông truy đuổi. Mã Hải đã bắt đầu chuẩn bị đưa công ty ra thị trường. Công ty của Tô Nhan cũng có tiến triển kha khá, không có Trương Bảo Hút gây rối, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Cứ như vậy cho đến cuối tháng, sắp tới tiệc mừng thọ ông cụ nhà Trương, cả nhà họ mới được nhàn rỗi. Cả nhà bốn người đi xe taxi đến trung tâm thành phố đành chọn quà mừng thọ cho ông cụ Trương. Tô Quảng không có việc làm, Tô Tình Vũ nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định chọn một món trang sức để tặng. Không cần thiết phải là mẫu mới gì cả, chỉ cần trông có vẻ quý giá là được. Bà ta cũng không hy vọng chuyến đi này có thể khiến nhà Trương đánh giá cao mình. Dù sao bây giờ bà ta cũng đã bị nhà Trương gánh nhãn là kẻ trộm. Bà ta chỉ hy vọng mình vẫn có chỗ đứng ở nhà Trương, vẫn được xem nhà người nhà Trương. Lâm Minh đi theo bên cạnh Tô Nhan dạo quanh trung tâm mua sắm, đi hết mấy cửa hàng, vẫn không có thứ gì vừa ý. Tô Nhan vô cùng đau đầu. Lúc này Lâm Minh chợt sáng mắt lên, mở lời. Hay là chúng ta đến phố đồ cổ dạo một vòng xem. Phố đồ cổ? Anh nghe nói ông ta thích tranh chữ, tặng mấy thứ dân tục, sao thể bị được mấy tranh thủy mặc chứ. Chúng ta đến phố đồ cổ lựa một bức tranh đẹp một chút, không phải là tốt hơn sao? Lâm Minh cười nói, nhưng mà chúng ta lại không hiểu biết về tranh đồ cổ. Em nghe nói ở đây hàng nhái rất nhiều, không cẩn thận là sẽ bị chém. Hay là chúng ta thôi bỏ đi. Tôi nhanh cho dự một lúc rồi nói ra. Chúng ta cũng không phải là đi mua đồ thật, giá phù hợp mà đẹp là được rồi. Hả? Được thôi, về đi thêm sửa thêm. Tôi nhanh và có chút cẩn trọng. Lâm Minh lại cảm thấy không quan trọng, ngần ngang tiến vào phố đồ cổ. Không thể không nói, nơi đây cũng được xem là náo nhiệt, nhưng đa số người đến đây đều là những người trung niên, lớn tuổi. Người trẻ tuổi cơ bản rất ít quan tâm đến mấy thứ này. Hai người nhìn quanh như lạc vào một thế giới mới lạ. Tô Nhan tỏ ra rất tò mò, cũng bị một vài người dõi mắt theo. Dù sao một người đẹp như cô muốn không bị chú ý cũng rất khó. Cô gái, mua tranh đúng không? Chỗ tôi có bản gốc của đường Bác Hổ, 30.000 tệ một bức. Một người xấu xí tiến tới, có giọng nói. Tô Nhan vội vàng lắc đầu. Không thích tranh của đường Bác Hổ sao? Thế còn Ngô Đào Tử, Diêm Lập Bản cũng không thích sao? Chỗ tôi còn có tranh của Cổ Khải Chi, đều là 30.000 tệ. Chế đắc sao? 3.000, không thì 300 cũng được. Tô Nhan bị giọng nói của người bán hàng làm hoảng đến mức tê dại cả da đầu, vội vàng kéo Lâm Minh chạy đi. Lâm Minh cười khổ không thôi. Bỗng nhiên, đường nhìn có tâm Lâm Minh dừng lại trên một bức tranh treo trước một cửa hàng nọ. Anh nhìn chằm chằm bức tranh đó một lúc lâu. Ông chủ, thượng nguyệt đồ của Cổ Khải Chi này bao nhiêu tiền? 100.000 tệ. Một người mập mạp ló đầu ra từ trong cửa hàng hét lớn lên. 100.000 tệ.
Tôi nhanh giật lấy mình. Đúng là giá cắt cổ, đây rõ ràng là hàng nhái, thế mà bán 100.000 tệ. Ai cũng biết, Thượng Nguyệt Đồ của Cố Khải Chi đã thất truyền từ lâu, tác phẩm lưu truyền ở chợ chính là hàng nhái. Giá thị trường chỉ có mấy nghìn hoặc là 10.000 tệ. Ông làm ăn cắt cổ, hồ giá tận 100.000, đúng là chém chặt. Đúng vậy, người qua đường chỉ rõ. Ông chủ nghe vậy lập tức nổi giận, nhảy ra mắng. Các người thì hiểu cái gì chứ? Tranh của ông đây là tranh bình thường sao? Đây là bản mô phỏng tốt nhất trên thị trường đó. Nghe nói đã không phân biệt gì với bản gốc. Ông đây bán 100.000 tệ cũng không hề quá đâu nhá. Ông nhìn thấy bản gốc rồi sao mà nói là không khác biệt với bản gốc? Bản giá cắt cổ. Người qua đường thi nhau chửi mắng. Cút đi, một đám nghèo mặt trệt không mua nổi tranh. Cút đi cho tôi. Ông ta tức giận quát lớn. Ông chủ, gõ lại cho tôi đi. Lúc này Lâm Minh lại lên tiếng. Vừa dứt lời tất cả mọi người lập tức im lặng. Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn Lâm Minh, ai cũng nhìn như quái vật. Ông chủ mừng rỡ, vừa nói, à được, tôi sẽ có nói lại cho anh. Lâm Minh, anh làm gì vậy? Tôi đang sốt ruột, sau đó vừa nói, ông chủ, anh ấy đùa đó, chúng tôi không mua, chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. Đừng nghe cô ấy nói vậy, ông chủ, gói lại cho tôi đi, có tiền. Lâm Minh nói ra, anh, đi rồi sao, ai lấy đồ ra, nhiều tiền như vậy chứ? Tôi đang vừa kinh ngạc vừa tức giận. Em quên rồi sao, lúc trước anh chỉ có bệnh cho ông cụ nhà họ Từ. Anh cả nhà họ Từ đã cho anh một thẻ ngân hàng, trong đó có mấy trăm nghìn tệ, nhưng mà không sao đâu. 100.000 tệ mua bức tranh này rất đáng giá. Lâm Minh cười ra. Tôi nhanh, cho dù một lúc không lên tiếng nữa. Chạy mấy chốc, tranh chữ được đóng gói xong, giao vào tay Lâm Minh. Lâm Minh mở ra nhìn một lần, khóe miệng cong lên, hài lòng gật đầu. Đúng lúc đó, một giọng nói từng trải vang lên ở bên cạnh. Người anh em, bức Thượng Nguyệt Đồ của cậu có thể cho tôi mượn xem một lúc được không? Mọi người đồng loạt nhìn sang người vừa nói, lập tức kinh ngạc kêu lên. Đại sư Lưu, bậc thầy giám định bảo vật nổi tiếng trên truyền hình đó sao? Trời ạ, sao ấy cũng ở đây chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc liên tục hô lên. Ông chủ cửa hàng cũng vô cùng ngạc nhiên. Có thể là mình đưa bức tranh tới. Đại sư Lưu nhìn lấy xem qua, nhíu chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc. Chốc lát sau, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Minh đầy tha thiết, run giọng nói: người anh em này, bức tranh này cậu bán không? Không bán. Tôi đã giá 500.000 tệ, không bán. 1.000.000 tệ, không bán. 3.000.000 tệ. Ông ơi, bức tranh này tôi không được bán, ông đừng ra giá nữa. Lâm Minh nói ra. Nào ngờ anh vừa nói xong, đại sư Lưu đó đột nhiên ngã ngồi xuống đất gào khóc, đấm ngực dậm chân, bỏ lỡ cơ hội rồi. Vừa nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn hai mắt. Bộ dạng gào khóc của đại sư Lưu khiến anh đông thất kinh. Đại sư Lưu, ông sao vậy chứ? Đây không phải là hàng giả sao? Dù chất lượng có tốt đến đâu thì cũng chỉ là hàng giả mà thôi. Cuối cùng cũng có người không nhìn được nữa, bèn hô lên, đây không phải là hàng giả. Đại sư Lưu khàn đặc giọng nói ra. Chỉ vài từ thôi nhưng khiến cả hiện trường như bị sét đánh. Không phải hàng giả sao? Lẽ nào là di vật của Cổ Khải Chi à? Có người bỗng nhiên hét lên. Nhất là ông chủ tiệm. Vừa nãy ông ta còn đang vui mừng vì tưởng được mình kiếm được một món hời lớn. Giờ nghe nói như vậy thì mặt ông ta cắt không ra hột máu. Chắc chắn là hàng giả. Đại sư Lưu, vết tích của bức Thượng Nguyệt Đồ này chưa từng ai thấy cả. Lẽ nào ông từng thấy rồi sao? Có người run rẩy hỏi. Đương nhiên, đây chính là vết tích của Thượng Nguyệt Đồ. Lần này tôi tới Giang Thành chính là vì bức tranh này. Mọi người nhìn góc dưới bên phải của bức họa đi. Đó là một chấm đỏ. Đúng vậy, lúc Cổ Khải Chi hoàn thành tác phẩm này bị một đứa trẻ nghịch ngợm gây ra một vết bẩn. Cổ Khải Chi không hề tức giận mà coi đó là cái duyên. Thế là đóng dấu vào chỗ đó. Vết này từng được miêu tả lại. Hơn nữa, tôi đã từng xem qua nên không thể là sai được. Chắc chắn đây là vết tích thật. Đại sư Lưu vô cùng kích động. Ông ta vừa dứt lời, cái hiện trường im lặng như tờ. Người anh em. Đại sư Lưu nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy hy vọng. Xin lỗi, tôi không muốn gặp lại lần nữa, tôi không bán. Lâm Minh cầm bức tranh rời đi. Đại sư Lưu thực sự chỉ muốn khóc, thế nhưng không khóc nổi. Lúc này có một đám người xông lại chặn ngay trước mặt Lâm Minh và Tô Nhan. Ở đây có 100.000 tệ, tranh để lại, còn người thì đi đi. Một đàn ông trung niên ôm một túi tiền vứt trước mặt Lâm Minh, nói bằng giọng vô cảm. Làm phiền, nhường đường. Lâm Minh nói ra, nhóc, đừng có giữ sĩ diện mà không biết điều như thế. Cậu cũng không nghe ngóng xem ở cả cái dân thành này có ai dám tách vào mặt anh Hào như thế hay không? Có biết người đứng trên anh Hào là ai hay không? Một người đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, là ai thế? Lâm Minh hỏi, cậu Mã chứ ai? Người này hừ giọng. Mấy từ đó khiến đám đông không khỏi xì sầm, ngay cả đại sư Lưu cũng phải run rẩy. Cậu Mã là Mã Phong sao? Lâm Minh tò mò. Tên của cậu Mã lại để cho cậu gọi như thế đó à? Tên nhóc thối này, cậu có biết bố của cậu Mã là ai không? Là Ma Hải, người đứng đầu cả dân thành đó. Cậu còn muốn sống ở Giang Thành nữa không vậy? Đám đông đều bắt đầu la mắng Lâm Minh và lấy lòng anh Hào. Tô Nhanh cũng đánh mặt lại. Mã Hải dựa vào tập đoàn Dương Hoa đã trở thành số 1 ở Giang Thành rồi sao? Thế trận của tứ đại gia tộc đã bị phá rỡ vỡ rồi sao? Lâm Minh bật cười, đúng lúc này không biết là ai hô lên, cậu Mã tới rồi. Đám đông lập tức nhường đường.
Mã Phong dẫn theo một đám vệ sĩ bước tới, bộ dạng trông trịch thượng và vô cùng ngông cuồng. Lâm Minh, Tô Nhan. Nhìn thấy hai người bọn họ, Mã Phong sững sờ. Tên này không phải bị Mã Hải nhốt vào rồi sao? Lâm Minh chau mày lẩm bẩm. Mã Phong, anh định làm gì? Tô Nhan căng thẳng nói. Yên tâm, tôi không làm gì em đâu. Mã Phong rụt cổ lại, nhìn Tô Nhan bằng ánh mắt sợ hãi. Điều này khiến Lâm Minh cảm thấy bất ngờ. Thực ra anh không biết rằng Mã Hải đã nghiêm khắc cảnh cáo Mã Phong, bắt anh ta từ bỏ, không dám có ý tứ gì với Tô Nhan nữa. Nếu mà còn dám có ý đồ gì thì Mã Hải sẽ cho Mã Phong biết mặt. Mã Phong chưa bao giờ thấy cha mình điên cuồng như vậy. Ông ta thiếu điều chỉ còn kề dao lên cổ Mã Phong ép anh ta phá thể độc. Mã Phong chưa bao giờ thấy cha mình như thế. Anh ta còn biết có lẽ cả đời này không thể nào mơ mộng tới Tô Nhan nữa rồi. Nhưng Lâm Minh thì khác. Lâm Minh, nếu mà Tô Nhan, tôi cũng sẽ không động vào cậu, nhưng bức tranh này cậu phải bán cho tôi. Mã Phong bậm môi. Nếu tôi không bán thì sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Mã Phong tức giận nói. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều vây lấy họ. Đại sư Lưu thấy vậy thì lập tức báo cảnh sát. Lâm Minh thở dài lên tiếng. Để tôi gọi điện thoại cho cha anh. Lâm Minh, tôi biết cậu và cha tôi có quen biết, nhưng giá trị của bức tranh này chưa chắc đã là điều mà chút tình cảm giữa cậu và cha tôi có thể giải quyết được. Chưa chắc ông ấy đã nể mặt cậu đâu. Mã Phong nói ra. Nếu là vết tích của Cố Khải Chi thì anh ta tin rằng cha cũng sẽ đứng về phía anh ta mà thôi. Đợi tôi gọi xong rồi đó đi. Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi cho Mã Hải. Cậu Lâm, coi đây ông đang đứng trước mặt tôi. Lâm Minh nói. Mã Hải đang ngồi trong phòng làm việc lập tức đứng bật dậy, hai mắt ông ta trố tròn. Một lúc sau vội vàng lên tiếng. Nó làm gì vậy à? Anh ta không làm gì cả, chỉ là kêu người bao vây tôi thôi. Một phút, cho tôi một phút, à không, 30 giây. Mã Hải run rẩy hét lên gọi điện thoại cho Mã Phong như một kẻ điên. Cha, Mã Phong nhận điện thoại, quỳ xuống. Mã Hải ở đầu dây bên kia gào lên. Mã Phong sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ phục xuống, đám đông trố tròn mắt. Cầu Mã, hà thất phải làm như thế chứ? Lâm Minh vội vàng nói. Thế nhưng Mã Phong chưa kịp nói gì thì một đám mấy kẻ mặc đồ đen đá bên ngoài lao vào. A Ưng, A Nham, sao các người lại ở đây? Mã Phong hỏi. Đánh! A Nham quát lên, đám người kia lập tức lao về phía người đàn ông. Hiện trường trở nên hỗn loạn. A Nham, các người làm gì vậy? Đây là người nhà của chúng ta mà. Mã Phong hét lên, thế nhưng bọn không hề dừng lại. Một lúc sau, đám người có người đàn ông đầu đinh đều bị đánh ngã ra đất, mặt mũi sưng vù. Lôi về, A Nham trầm giọng, có hai người đàn ông bước tới lôi Mã Phong dậy. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Mã Phong hét lên. Cậu chủ, xin lỗi, ông chủ nói phải đánh gãy tứ chi của cậu, sau khi vết thương khỏi thì đưa cậu ra nước ngoài. Ông chủ còn nói, nếu sau này cậu mà còn gây sự với cậu Lâm và cô Tô thì cậu đừng trách ông chủ. Lần này ông chủ làm thật đó. Người vệ sĩ tên A Nham lên tiếng. Mã Phong nghe thấy thì sững sờ. Anh ta nhanh chóng bị đám người lôi đi. Đám đông sợ hết hồn, ai cũng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Người này rốt cục là thành đánh phương nào chứ? Ngay cả cậu Mã cũng bị cậu ta trừng trị, đáng sợ quá. Đi thôi, Lâm Minh nói với Tô Nhan. Dạ. Lúc này Tô Nhan mới bừng tỉnh, cô bước đi nhưng không nói gì. Cô biết phải mất bao lâu cô mới có thể lên tiếng. Mối quan hệ giữa anh và Mã Hải tốt lắm hả? Cũng bình thường thôi. Vậy thì tại sao ông ta? Anh từng chữa bệnh cho ông ta. Lâm Minh nói ra. Chỉ vậy thôi sao? Tô Nhan ngạc nhiên. Đương nhiên cô cảm nhận có gì đó không ổn. Người chồng của mình cứ như là một người nhân vật mà ai cũng biết vậy. Mã Hải, Từ Thiên, cả Ninh Long nữa, đây là những người mà người bình thường đâu thế nào tiếp cận được. Tất cả đều là vì anh từng chữa bệnh cho họ sao? Tô Nhan để lộ ra vẻ kiên định. Em sao thế? Lần này sau khi từ nhà ông ngoại trở về, anh đi thi bằng được không? Hả? Sao thế? Có lẽ anh rất có tài năng về y học. Trên thực tế, anh đúng là thiên tài mà. Mới khen anh vài câu thôi mà anh đã vên mặt lên rồi sao? Anh nói thật đó. Vâng vâng, bác sĩ thiên tài của tôi. Vất vả cả ngày thì cả nhà cũng coi như chuẩn bị xong. Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà Tô Quảng đi tàu tới tỉnh Quảng Điểu. Rời khỏi bến tàu mà họ bắt xe tới nhà họ Trương. Nhà Trương không sống trong biệt thự mà sống trong một thôn trong thành phố. Trong đó có vài hộ gia đình rất lớn và nhà Trương là lớn nhất. Trước nhà Trương vô cùng náo nhiệt, điện văn, hòa kết, siêu xe lườm lượp kéo tới, thậm chí còn có phải vài chiếc xe của quan chức. Tô Nhan kinh ngạc, Tô Quảng và Trương Thành Vũ cũng tái mét mặt. Hai người đứng loạn choạng trước cửa, cho đến khi có tiếng kêu lên. À, cô chú, mọi người mau tới đây, nhanh nào. Chít lời mọi người quay lại nhìn, thì thấy người đàn ông mặc vest đang đi tới. Tô Nhan nhìn thấy thì tái mặt, vội vàng lùi lại. Lâm Minh thấy vậy, bèn đánh mắt. Người đàn ông nhìn trông sáng sủa, ngũ quan sắc thép, sắc bén, thế nhưng hốc mắt rất sâu, trông có phần tham lam. Cơ thể gầy gò như bị vùi bên trong một lớp áo vest to rộng. Lúc người này quay qua nhìn thì ghim chặt lấy Tô Nhan, hơn nữa đôi mắt còn ánh lên vẻ ham muốn mãnh liệt. Sau đó hắn quay nhìn vợ chồng Tô Quảng mỉm cười. Trương Tình Vũ và Tô Quảng giật nảy mình
Cậu khai. Lâm Minh tối sầm mặt khi nghe thấy như vậy. Cậu khai. Anh từng nghe Tô Quảng nhắc tới người này, nhưng mỗi lần như thế, Tô Nhan đều thấy hiện rõ sự sợ hãi. Thế là Trương Tình Vũ thường ngăn không cho ông ta nói tới nữa. Kẻ này giống như ác ma đối với Tô Nhan vậy. Lâm Minh không biết cậu khai đã từng làm gì Tô Nhan, nhưng anh tin chắc rằng không phải điều gì tốt đẹp. Khai mạc, cậu tới rồi sao? Trương Tình Vũ cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Hôm nay là lễ mừng thọ, vãn bối như chúng tôi không đến thì thất lễ quá. Khai mạc cười nói, cậu khai có lòng rồi. Trương Tình Vũ lại mỉm cười. Tô Nhan, em gần đây có khỏe không? Khai mạc quay qua Tô Nhan, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng Tô Nhan chỉ nghiêng đầu qua một bên, trông không được tự nhiên. À, vẫn tốt, cảm ơn. Tô Nhan, chúng ta đã lâu không gặp rồi, hiếm có hôm nào như hôm nay. Lát nữa phải nói chuyện nhé. Tôi sẽ giải thích rõ ràng chuyện trước đây với em. Khai mạc nghiêm túc nói, để xem thế nào. Tô Nhan bột miệng, được, vậy tôi đi trước nhé. Mọi người cùng mau tới đây đi. Khai mạc mỉm cười, thái độ trông vô cùng ung dung. Hắn bước vào trong. Từ đầu tới cuối, hắn không thèm nhìn Lâm Minh lấy một cái. Tô Nhan đâu có vẻ sợ hãi. Cô nhìn cửa vào nhà Trương và chùn bước. Tô Nhan, chúng ta vào trong đi. Tô Quảng lên tiếng. Con. Tô Nhan lắp bắp, không dám bước vào. Cho tới lúc này, vẫn có một bàn tay khẽ đặt lên vai cô. Tô Nhan giật mình, cô thấy Lâm Minh đang cười với mình. Đừng sợ, có anh đây. Tô Nhan cúi đầu cười khổ. Sao anh không hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nếu em muốn thì em sẽ nói, còn em không muốn thì chẳng ai có thể ép em được. Lâm Minh lên tiếng. Có những chuyện không hỏi có khi còn tốt hơn. Thật ra nói với anh cũng không sao. Tô Nhan quay đầu, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi và đau khổ. Em và anh ta quen không lâu, chỉ có 2-3 ngày, em từng bị chủ sắp xếp đi gặp mặt khai mạc. Anh cũng biết đó, cái gọi là môn đăng hộ đối của nhà Trương chẳng qua là quan hệ thông gia. Em không có tình cảm với khai mạc, do gia tộc ép nên em đành phải làm như vậy. Em chỉ đơn giản nghĩ vâng lời để đối phó, ngập mặt một lần là xong. Thế nhưng nào ngờ sau khi gặp anh ta đến cuồng theo đuổi em, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Mã Phong. Em những tưởng chỉ cần mặc kệ là xong, không ngờ lại xảy ra quá nhiều chuyện đáng sợ. Ngay tại đây, cơ thể nhỏ bé của cô run lên, khuôn mặt tái nhợt. Tiểu Tô, đừng nói nữa. Trương Tình Vũ vội vàng nói. Tô Nhan mặt các cũng khò hộp một máu, sợ hãi co rúm người lại nhưng vẫn cố gắng nói hết. Đó là người thứ ba sau khi em gặp khai mạc. Em không thể nào chấp nhận được sự tấn công dồn dập điên cuồng của anh ta. Em được bắt xe trở về Giang Thành. Nào ngờ taxi mà em gọi là do khai mạc sắp xếp. Em ngồi sau vô thức nhìn thấy tin nhắn do tài xế gửi cho khai mạc. Em biết là nếu mình bị rơi vào tay anh ta thì sẽ chết chắc, bởi vì từng có thông tin truyền ra rằng khai mạc là người thức ngược đãi người khác, thậm chí có người phụ nữ đã từng bị anh ta ngược đãi tới chết. Trong lúc cấp bách, em đã nhảy ra khỏi xe. Người tài xế lập tức báo cho khai mạc em trốn ở khu dân cư gần đó mới thoát được một kiếp nạn. Cho tới khi bố mẹ tới đón đưa em đi bệnh viện thì sự việc mới kết thúc. Và tại đây Tô Nhan lại run lên bần bật. Lâm Minh không nói gì, chỉ sát chặt nắm đấm, sắc ý dằn kín đôi mắt anh. Một cô gái yếu đuối nhảy ra khỏi xe thì phải dũng cảm tới mức nào chứ, thật đáng sợ mà.